Chào các em Ta lại gặp nhau rồi Mỗi tội là không nhìn thấy nhau thôi đúng không Bây giờ, giờ, ta chỉ có nghe thấy tiếng của nhau thôi Ghét nhau rồi không nhìn thấy nhau nữa Hôm nay ta sẽ học cái bài mới của phần hình học không gian lớp 12 nhé Đó là phần phương trình mặt phẳng Ở bài 1 và bài 2 thì bài 1 ta đã học về các công thức của tọa độ OXYZ cơ bản Bài 2 thì ta học về phương trình mặt cầu Và bây giờ bài 3 ta học phương trình mặt phẳng Ta còn bài 4 là phương trình đường thẳng nữa Thì là xong chương trình lớp 12 Phương trình mặt phẳng ta đã học Thì nếu bạn nào mà còn nhớ phần hình lớp 10 Phần hình lớp 10 là tọa độ ối Thì phương trình đường thẳng Trong hình lớp 10 Sẽ có dạng gần giống với dạng phương trình mặt phẳng Trong hình lớp 12 Chính vì vậy mà nó rất dễ gây nhầm lẫn đặc biệt đối với các mặt phẳng đặc biệt khi thiếu ẩn Z thì nó chỉ còn hai ẩn đấy chi thì rất dễ gây nhầm lẫn các bạn có thể nhầm sang đường thẳng đấy nên các bạn phải lưu ý bây giờ ta bắt đầu đi vào vấn đề thứ nhất là vector pháp tuyến và cặp vector chỉ phương của mặt phẳng vector pháp tuyến là vector vuông góc với mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng thì là vector pháp tuyến thế thì một mặt phẳng có vô số vectơ pháp tuyến bởi vì nó có vô số vectơ vuông góc đúng không? Một mặt phẳng có vô số vectơ vuông góc như vậy nếu n là vectơ pháp tuyến thì k nhân n cũng là vectơ pháp tuyến k là một số bất kỳ mà đấy được chưa? <laughs> Khái niệm thứ hai các bạn cần phải nắm được đó là hai vectơ chỉ phương hay còn gọi là cặp vectơ chỉ phương. Vector chỉ phương là vector mà song song hoặc nằm trong mặt phẳng Như vậy là có giá song song hoặc là thuộc mặt phẳng Thuộc chính là nằm trên alpha Được chưa? Có giá song song hoặc nằm trên Ra cổng đi ra ơi Có giá song song hoặc là nằm trên mặt phẳng alpha Đấy. Ví dụ như vector A là song song mặt phẳng alpha. Vector B cũng song song mặt phẳng alpha. Thế thì A và B được gọi là cặp vector chỉ phương của mặt phẳng alpha. Và một mặt phẳng thì cũng có vô số vector song song đúng không? Được chưa? Nhưng cặp vector chỉ phương có một tính chất rất quan trọng. Phải nhấn mạnh là rất quan trọng nhé. Đó là gì? Tích hữu hướng của hai vectơ chỉ phương thì kết quả thu được là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Các em phải nhớ nhá. Hữu hướng của cặp vectơ chỉ phương thì ta được vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Đấy. Như vậy đấy là khái niệm về vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương. Bây giờ ta sang phần tiếp theo đó là các dạng phương trình mặt phẳng. Các dạng phương trình mặt phẳng Thứ nhất là phương trình tổng quát có dạng A lớn x cộng B lớn y cộng C lớn z cộng D bằng 0. Điều kiện là A bình, B bình, C bình cộng nhau phải lớn 0. Điều kiện này có nghĩa là gì? ba hệ số A, B, C không đồng thời bằng 0. Nếu dùng lời văn thì nó như này. Không đồng thời bằng 0. Vì sao? Nếu cả ba hệ số này bằng 0 thì ta có D là hàng số bằng 0 hằng số bằng 0 thì đây không còn gọi là phương trình mặt phẳng được nữa. Được chưa? Vì nó chỉ còn hằng số làm gì còn ẩn x, y, z đâu đúng không? Đấy. Nên điều kiện là a bình b bình c bình tổng lại phải lớn không. <laughs> Nếu cho phương trình mặt phẳng ở dạng tổng quát như này, nhìn vào phương trình tổng quát, em sẽ xác định được ngay vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tổng quát là ABC. Nó phải giống cái phần đường thẳng không? Thầy nhắc lại chút về đường thẳng của lớp 10. Phương trình đường thẳng tổng quát lớp 10 là AX cộng BI cộng C bằng 0. Có pháp tuyến là AB. Có chỉ phương là trừ BA hoặc là B trừ A. Đấy là pháp tuyến và chỉ phương. Như vậy đối với phần hình lớp 10 thì từ pháp tuyến ta có thể suy ra được vector chỉ phương của đường thẳng. Từ chỉ phương suy pháp tuyến của mặt phẳng là pháp tuyến đường thẳng nhưng trong phần phương trình mặt phẳng hệ tọa độ OXYZ thì em biết vectơ pháp tuyến ABC em không suy ra được vectơ chỉ phương biết vectơ chỉ phương không suy ra được vectơ pháp tuyến mà ta phải biết gì cặp vectơ chỉ phương thì ta mới tính ra được vectơ pháp tuyến ta phải tính ra vectơ pháp tuyến nhé bằng việc tính tích hữu hướng ở trên công thức ta có rồi được chưa Dạng phương trình thứ hai cũng rất hay dùng đến, đó là gì? Phương trình mặt phẳng đi qua một điểm M và biết vectơ pháp tuyến thì nó là a nhân x trừ x0 cộng b nhân y trừ 0 cộng c nhân z trừ z0 bằng 0. Được chưa? Dạng phương trình tiếp theo đó là phương trình mặt chắn. Đây, phương trình mặt chắn. Nếu mặt phẳng cắt ba trục tọa độ như này đây là trục x đây là a nhỏ b nhỏ đây là trục y đây là c nhỏ đây là trục z nếu mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba tọa độ ox là a nhỏ oy là b nhỏ và oz là c nhỏ thì phương trình mặt chắn có dạng x trên a cộng y trên b cộng z trên c bằng một cái này nó cũng có sự tương đồng ở trong phần hình lớp 10 đó là phương trình đoạn chắn thầy vẫn nhắc lại cả lý thuyết lớp 10 để các em đối chiếu. Đây là a nhỏ, đây là b nhỏ. Đường thẳng cắt hai trục tọa độ tại hai điểm thì phương trình là x trên a nhỏ cộng y trên b nhỏ bằng 1. Do đó bọn mọi người thấy rằng là gì? Giữa phương trình mặt phẳng trong Oxyz và phương trình đường thẳng trong Oxy có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng mà bản chất lại khác nhau, một thằng là đường thẳng, một thằng mặt phẳng nên bọn em không làm chắc được lý thuyết, không nắm chắc được phương trình thì rất dễ bị sai. Được chưa? Rất dễ bị sai. nên mọi người phải lưu ý nhé Ngay cả cái phương trình đường thẳng này đây là phương trình mặt phẳng thì tạm có phương trình đường thẳng biết hệ số, góc à biết pháp tuyến một điểm này. A nhân x trừ x0 cộng B nhân y trừ y0 bằng 0. Đấy cũng là phương trình đường thẳng khi biết pháp tuyến và một điểm. Có rất nhiều sự tương đồng mà cứ giống nhau nhiều thì sẽ dễ nhầm, đúng không? Mục tiếp theo là các trường hợp riêng của mặt phẳng. Thực ra nó chính là các trường hợp đặc biệt. Nếu mặt phẳng đi qua gốc tọa độ thì hệ số tự do sẽ bằng 0. Nếu mặt phẳng song song hoặc chứa trục Ox thì hệ số trước x bằng 0. Hay nói cách khác, mặt song song hoặc chứa trục nào thì không có tọa độ trục đấy đúng không? Song song chữ x thì không có tọa độ x. Song song một chữ y thì không có tọa độ y, không có tọa độ z. Đúng không? Song song hoặc chứa mặt phẳng nào đấy thì không có tọa độ trong mặt phẳng đấy. Ở đây là OXY thì phải không có chữ y thì phương trình chỉ còn CZ cộng D bằng 0, đúng không? Không có tọa độ đó. Cũng giống như khi thầy dạy các em làm nhanh cái phần mà gì Tìm hình chiếu, tìm đối xứng Điểm đối xứng trên trục Và hình chiếu của điểm trên trục trên mặt phẳng Thì ta cũng tương tự Bây giờ ta cũng thế Song song với trục nào thì không có tọa độ trục đó Song song với mặt phẳng nào thì không có tọa độ của mặt phẳng đó Trùng tương tự Vì trùng là một trường đặc biệt của song song Đúng chưa đó. Mọi người chỉ cần nắm được hai cái câu này Thì học xong cái bảng này Đúng không còn đi qua gốc tọa độ thì sẽ không có D Đấy. Như vậy là lắm được hai câu này thì học xong cái bảng này Mà cái bảng này rất hay thi Không những rất hay thi Mà lại dễ nhầm Tại sao dễ nhầm? Mọi người nhìn này Khi nó song song OZ Thì phương trình mặt phẳng có dạng AX cộng B cộng D bằng 0 D là hàng số đúng không? Mọi người thấy nó có giống cái phương trình đường thẳng không? AX cộng B cộng C bằng 0 C là hàng số, D là hàng số Thì khi làm bài nó cho một hàng số là số 3 chẳng hạn Thế thì gọi là 2x cộng 3y cộng 4 bằng 0 đi 2x cộng 3y cộng 4 bằng 0 Thế lúc đấy em sẽ hiểu nó là phương trình mặt phẳng hay phương trình đường thẳng Như vậy khi đó mọi người phải đọc kỹ cái đề bài xem người ta đang cho trong tọa độ không gian nào Không gian OXY hay không gian OXYZ để mà xác định Chứ đừng có quen tay À thấy 2x cộng 3y cộng 4 bằng 0 Đọc ngay ra pháp tuyến 23 chỉ phương trừ 32 Thế là sai <laughs> được chưa Đấy, mọi người lưu ý nhé cái dạng này là rất dễ bị trùng với cái đường thẳng mà trùng là nhầm được chưa hoặc hai dạng này cũng rất dễ trùng vì phương trình đường thẳng mà song song với trục OX có dạng là y bằng b song song trục hoành là x bằng b thì nó cũng trùng với dạng này Đấy. thầy nhấn mạnh rất kỹ rồi nhá <laughs> phần tiếp theo đó là vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Vị trí tương đối giữa mặt phẳng Nó khác với đường thẳng Vị trí thứ hai đường thẳng tương đối ra đường thẳng Em chỉ cần ghép hệ hai đường thẳng vào giải ra là xong Có nghiệm thì cắt nhau Vô nghiệm thì song song Vô số nghiệm thì trùng nhau Nhưng đối với mặt phẳng Nó là phương trình ba ẩn X, Y, Z Hai phương trình ba ẩn Thì em không thể giải được Được chưa Do đó ta có lý thuyết để xác định như sau Nếu tỷ lệ A1 trên A2 Khác B1 trên B2 Thầy hay viết kiểu dạng phân số lại hơn B1 trên B2 Khác C1 trên C2 Chỉ cần một trong hai cái dấu này xảy ra Một trong hai dấu khác này xảy ra Thì hai mặt phẳng cắt nhau luôn Nếu ba cái thằng này bằng nhau Mà khác D1 trên D2 thì song song nếu cả bốn đang nơi bằng nhau thì hai mặt phẳng này là trùng nhau. Còn nếu tích vô hướng của hai vectơ pháp tuyến mà bằng không thì hai mặt phẳng vuông góc. Điều này chính là tương đương với gì? n của alpha nhân vô hướng với n của beta bằng không thôi. Được chưa? Tích vô hướng bằng không. Đấy là vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng. Nó rất là đơn giản. Được chưa? <laughs> khoảng cách ta học luôn vấn đề khoảng cách. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Thế quay lại vấn đề khoảng cách ta đã học những cái gì? Khoảng cách từ một điểm đến một điểm. <laughs> khoảng cách từ một điểm đến một điểm chính là độ dài AB mà độ dài AB thì bằng căn của XB trừ XA tất cả bình cộng IB trừ IA tất cả bình. Đây là khoảng cách từ điểm đến điểm. Chính là độ dài điểm, độ dài vectơ AB. Tiếp tục ta có khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Khoảng cách từ một điểm mặt phẳng chính là gì? Độ dài hình chiếu đường vuông góc kẻ từ điểm đó đến mặt phẳng. Đây chính là điểm H là hình chiếu Được chưa? Khoảng cách từ một điểm mặt phẳng chính là gì? Độ dài đường thẳng hay là đoạn thẳng vuông góc kẻ từ điểm đó đến mặt phẳng. Trên hình chính là MH. Trong đó H là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng pha. Thế thì có thể đề bài hỏi là gì? Tìm tọa độ hình chiếu H. Ta đã học ở bài 1 rồi. Tính độ dài MH nếu ta tìm được độ tọa độ hình chiếu thì ta tính độ dài vectơ cũng được nhưng mà nó sẽ dài và bây giờ ta có công thức rồi tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha thì em chỉ cần thay tọa độ x0 y0 z0 vào phương trình mặt phẳng và chia cho độ dài của vectơ pháp tuyến căn A bình B bình C bình cộng nhau được chưa và khoảng cách là không âm nên ta có trị tuyệt đối sau này ta sẽ có gì khoảng cách giữa đường thẳng điểm đến đường thẳng nữa khoảng cách giữa mặt phẳng với mặt phẳng thì khi đấy hai mặt phẳng này phải song song với nhau. Thì ghi ra đây nhá. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng. Thì bắt buộc hai mặt phẳng này phải song song. Lấy một điểm bất kỳ trên mặt phẳng alpha tính khoảng cách xuống mặt phẳng beta. Như vậy. đầu tiên là alpha phải song song với beta. Mặt phẳng alpha phải song song với mặt phẳng beta. Như vậy. m thuộc alpha thì ta sẽ có là khoảng cách giữa alpha beta bằng khoảng cách từ m đến beta. Được chưa? Khoảng cách ra mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm nằm trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia. Đấy. Các bài sau ta sẽ học thêm là khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, đường thẳng với đường thẳng và đường thẳng với mặt phẳng. Còn hiện tại thì ta chỉ dừng khoảng cách ở đây. Nào mọi người hiểu chưa Đấy là phần khoảng cách nhá Ok Bây giờ bắt đầu ta sang các ví dụ minh họa và các dạng bài tập <laughs> Vấn đề 1 là viết phương trình mặt phẳng Viết phương trình mặt phẳng Tổng cộng ta có 13 dạng viết phương trình mặt phẳng 13 dạng nhé các em nhé Đó Ta có 13 dạng viết phương trình mặt phẳng Thầy đã chia dạng rất là chi tiết như này rồi gần như là mọi người chỉ cần lắm được dạng và bắt chiếc đúng các cách làm trong mỗi dạng này thì thầy đều để cách làm ở trong này dạng 1 cho điểm M và vector pháp tuyến ta lập được mặt phẳng luôn chưa có công thức rồi dạng 2 cho điểm M và cặp vector chỉ phương thế thì ta phải đi gì tính vector pháp tuyến của mặt phẳng đã rồi mới viết được mặt phẳng yeah. như vậy là có điểm M và có vector pháp tuyến quay lại dạng 1 dạng 3 lập mặt phẳng alpha song song beta thì mọi người nhìn này mọi người phải lưu ý cái này mặt phẳng alpha mà song song với mặt phẳng beta hai mặt phẳng song song thì suy ra pháp tuyến của mặt phẳng này bằng pháp tuyến của mặt phẳng kia nghĩa ta có pháp của alpha thì bằng pháp của beta thế thì pháp beta là abc quay trở lại dạng 1 biết điểm m và pháp tuyến abc lại lập được phương trình chưa đó, Tiếp tục là dạng 4. Tiếp tục là dạng 4. Lập phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng. Theo chương trình hình ta đã học, đặc biệt là hình lớp 11 phần hình học không gian thì bài 1 ta đã biết được rằng các cách xác định mặt phẳng gồm những cách gì. Thứ nhất, qua 3 điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng. Thứ hai, qua một điểm và một đường thẳng mà điểm đó không thuộc xác định mặt phẳng. Thứ ba, qua hai đường thẳng song song xác định một mặt phẳng. Thứ tư, qua hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng. Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định mặt phẳng. Nghĩa là ta có bốn cách xác định một mặt phẳng. Thì bài toán này dạng 4 rơi vào trường hợp qua ba điểm không thẳng hàng. Thế thì khi có ba điểm không thẳng hàng, bước đầu tiên ta lập vectơ ABAC <laughs> có phải vectơ ABAC là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng alpha không? Vì AB thuộc alpha, AC thuộc alpha thì suy ABAC là vectơ chỉ phương và nó tạo thành một cặp. Thế nhiệm vụ của mình chỉ là gì? Đi tính pháp tuyến mặt phẳng bằng cách hữu hướng hai vectơ chỉ phương đấy. Được chưa? Hữu hướng hai vectơ chỉ phương ABAC. Và biết vector phát tuyến rồi ta lấy một điểm bất kỳ. Ở đây đề bài cho đến tận 3 điểm ABC mà. Em lấy điểm nào cũng được. Nhưng cứ điểm nào mà số nó nhỏ số nó đẹp thì lấy. Được chưa? Đấy vẫn là quay lại dạng 1 nhá Cả bốn dạng đều là dạng 1 hết. Phát triển ra. Vấn đề sẽ có bạn hỏi là có nhất thiết phải là vector A, B, A, C không? Có thể lập vector khác được không? Thì khẳng định luôn với các bạn là các vector khác đều được. Bạn không lập A, B, A, C vẫn được. Bạn lập A, B, B, C bạn lập BAAC đều được hết chỉ cần lấy hai điểm bất kỳ lập ra vector là xong được chưa chỉ nhớ rằng là không được hai vector trùng nhau ví dụ AB với AB thì không có tác dụng gì bắt buộc phải là ABAC ABBC ABBC C, B được chưa Đấy. các bạn được tên đổi đỉnh thoải mái dạng năm mặt phẳng đi qua điểm M và một đường thẳng D không chứa M. Đây cũng chính là cái lý thuyết thầy vừa bảo trên rồi đúng không? Một trong các cách xác định mặt phẳng là đi qua một điểm và một đường thẳng mà điểm đó không thuộc. Đúng chưa? Thế thì ta có này, mặt phẳng mà chứa đường thẳng D đi qua đường thẳng D mà. Thế thì chỉ phương của đường thẳng D chính là vector chỉ phương của mặt phẳng đúng không? chỉ phương đường thẳng d chia vectơ chỉ phương của mặt phẳng tiếp tục lấy một điểm bất kỳ trên đường thẳng lấy điểm m ở đây là lấy điểm a thì ta có vectơ am cũng nằm trong mặt phẳng này đúng không thì tính vectơ am ta hữu hướng hai vectơ vừa tính ở câu a câu b trường hợp trên trường dưới thì ta ra được vectơ gì Vector pháp tuyến của mặt phẳng ok chưa Đấy là xong dạng 5 Dạng 6 Lập mặt phẳng đi qua điểm M Và vuông góc với một đường thẳng Mặt phẳng alpha Đi qua điểm M và vuông góc với D Thì vì Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Thì ta thấy ngay rằng chỉ phương của đường thẳng Cũng chính là Pháp tuyến của mặt phẳng đúng không? Như ta có vì d vuông góc alpha suy ra ud bằng n alpha chỉ phương pháp tuyến biết pháp tuyến rồi mà em lại biết điểm m rồi tôi phải lập được mặt phẳng này theo dạng một chưa lúc này thì quá dễ rồi đúng không Đó. dạng 7 đi qua hai đường thẳng cắt nhau d một d hai làm cách nào để biết được rằng hai đường thẳng này có cắt nhau hay không nó phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đúng không vị trí tương đối giữa hai đường thẳng hai đường thẳng có những vị trí gì chéo nhau cắt nhau song song và trùng nhau Đấy. hai đường thẳng có rất nhiều vị trí nhưng quy chung lại thành hai dạng được. vị trí là gì hai đường thẳng mà cùng nằm trong một mặt phẳng thì sẽ gồm cắt nhau song song và chúng nhau hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng phân biệt thì sẽ là chéo nhau được chưa cách làm là gì ta lấy chỉ phương của đường thẳng d và vectơ của mặt phẳng alpha vuông góc đường thẳng d mà ta lấy vectơ u chỉ phương và điểm alpha Người ta lập đường thẳng chưa Vì vector chỉ phương này phải vuông góc với mặt phẳng Thì nó là vector pháp tuyến luôn không chưa? Như vậy quay trở lại dạng một Biết vector và một điểm Dạng 7 Đi qua hai đường thẳng cắt nhau Đi qua hai đường thẳng cắt nhau Thế thì em vẫn đi tìm đường thẳng thứ nhất có chỉ phương là gì? Đường thẳng thứ hai có chỉ phương là gì Được chưa? Sau đó ta dùng hữu hướng bằng cặp vector chỉ phương Thì là xong đúng không Vì đã ra vector pháp tuyến rồi thì xong rồi thì dùng đi Dùng cặp vector hữu hướng mà Cặp vector chỉ phương hữu hướng thì ra vector pháp tuyến chưa Xong ta lại biết điểm M đúng không Được chưa Đấy. Tiếp ta sang dạng 8 này. Mặt phẳng alpha chứa đường thẳng D và song song với đường thẳng D2. Chứa đường thẳng D và lại song song đường thẳng D2 thì ta có vectơ chỉ phương thứ nhất của mặt phẳng alpha chính là bằng uD1 không? Ta có vectơ chỉ phương thứ hai của mặt phẳng alpha chính là vì nó song song với D2 mà thì nó chính là uD2 không? Thế ta có cặp vectơ chỉ phương chưa? Thế thì từ đấy suy ra được rằng gì? vectơ pháp tuyến sẽ bằng hữu hướng của A và B. Bây giờ còn thiếu một điểm M nữa. Vì mặt phẳng đấy chứa đường thẳng D1 thì điểm M sẽ thuộc D1 đúng không? Em lấy cái điểm M làm trên đường thẳng D1. Thế là ta đủ điều kiện để tính. Được chưa? Thì ở đây thầy đã phân dạng rất chi tiết rồi. Và bên cạnh có ghi cách làm rồi mỗi gạch đầu dòng này chính là một bước làm cứ một bài dạng giờ dạng 8 dạng là em làm đủ ba bước này là em sẽ ra đáp án được chưa tương tự như vậy cho dạng 9 đi qua điểm M và song song hai đường thẳng tôi chỉ cần biết là song song hai đường thẳng thôi thì khi song song hai đường thẳng này thì có cặp vectơ chỉ phương hữu hướng cặp vectơ chỉ phương này thì ra pháp tuyến và lại biết điểm M đồng nghĩa việc em thấy rằng tất cả đều quy trở về dạng một hết đó là phải tìm ra pháp tuyến và biết một điểm m. DẠNG 10. Đi qua đường thẳng D và vuông góc với mặt phẳng beta. Ta có mặt phẳng alpha đây. Mặt phẳng beta. Hai mặt phẳng alpha và beta vuông góc với nhau thì sao? Vector pháp tuyến của mặt phẳng beta thì lại song song với mặt phẳng alpha đúng không? Thì nó chính là bằng chỉ phương thứ nhất của alpha. Hai mặt phẳng vuông góc thì pháp thằng này bằng chỉ phương thằng kia và ngược lại. Như vậy là ta có a của alpha thì bằng n beta. Đồng thời loại đi qua đường thẳng d thì ta có b của alpha thì bằng u của đường thẳng d. Để biết cặp vectơ chỉ phương rồi em hữu hướng đúng không? Đây chính là hữu hướng n beta và u ud mà thì hữu hướng ra pháp tuyến của mặt phẳng cần lập chưa? Mà lại chứa đường thẳng d thì tìm được điểm m đúng không? Đồng ý trên. nên mọi người hiểu cái thì làm rất là dễ vì bài nó có quy luật của nó mà. Dạng 11 vuông góc với hai mặt phẳng lại giống câu trên rồi khi vuông góc với hai mặt phẳng thì hai vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng đó chính là vectơ chỉ phương luôn được chưa? Hai vector pháp tuyến và vector chỉ phương. Bài 12. Đó là gì? Liên quan đến khoảng cách. Mặt phẳng đi qua điểm M và cách một khoảng D cho trước, mặt phẳng đi qua điểm M và cách một khoảng D cho trước. Vấn đề là làm như nào? Đi qua điểm M và cách đi qua đường thẳng D và cách điểm M cho trước một khoảng. Như vậy, ta lấy hai điểm AB bất kỳ trên đường thẳng D. Ta thay vào phương trình tổng quát, ta được phương trình hai ẩn là AB chẳng hạn. Còn mũi xích cộng D thôi. Như vậy bây giờ phương trình trở thành một ẩn đúng không? Em tính khoảng cách từ đường thẳng D đến mặt phẳng alpha cho bằng 300. Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng. Được chưa? Dạng 13 liên quan đến mặt cầu thì thầy đã dạy trong cái phần mặt cầu rồi, chương mặt cầu, khối cầu, khối trụ rồi. Mọi người có thể xem lại video nhá Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em phần lý thuyết của mặt phẳng, phương góc và các dạng và các dạng bài tập của viết phương trình mặt phẳng. Được chưa?